đáp án chương trình đồng hành cùng phim giờ vàng, phim Triều đại Tùy Đường tập 11. Mẹ của Tần Dụng tên là Lưu Thị. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim giờ vàng, phim Triều đại Tùy Đường tập 12. Tần Quỳnh bị mất đồ, ông chủ nhà trọ đã khuyên Tần Quỳnh đi tìm người tên gì để hỏi. Cách thức tham gia. Bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên kênh TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp nhắn tin, câu trả lời khoảng trắng, họ và tên khán giả khoảng trắng, số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công!